truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Chị Hiền ơi, lát nữa chị làm xong việc á, chị photo giùm em cái tập tài liệu này thành 3 bản nha. 3 bản à? Dạ. Được rồi, cứ để đây tí chị làm cho. Em cảm ơn chị nghe. À chị Hiền ơi, này, chị giặt giùm em cái áo cái. Hôm qua đi karaoke bị con nào nó dí son vào đây này. Này, vợ em mà biết thì chết. Được rồi, dạ, cứ để đây lát nữa tôi giặt cho. Rồi, cảm ơn. Ê, này, sao lại vứt vào cái lau nhà thế này? Thì đằng nào tí nữa chẳng giặt. Chào chị, uống cà phê à? Mọi bữa tôi thấy chị bận lắm mà. Chị Hiền, mua giùm Trình mấy thứ trong danh sách này nè. Lần này đừng quên gì nữa nha. Rồi rồi, chị không quên đâu. Cảm ơn chị. Này, tại sao ai cũng có thể sai chị được vậy? Chị đâu phải là ô xin, phải không? Chị phải biết nói không với mọi lời đề nghị. Chị tập trung vào chuyên môn của mình đi. Tôi làm gì có chuyên môn. Thấy mọi người bận thì tôi giúp một tay chứ to tát cái gì. Chuyên môn của chị là quét dọn, chứ không phải là làm những việc lặt vặt cho mọi người, hiểu chưa? Chưa. Ôi trời đất ơi, tôi sẽ dạy cho chị. Bây giờ chị đã biết nói không với mọi người chưa? Chị đã biết từ chối mọi người chưa? Nhưng mà tôi thấy nó cứ thế nào ấy. Tại vì mọi người tin thì mới nhờ tôi chứ. Tin cái gì mà tin, mọi người đang lợi dụng chị hiểu không? Sửa giùm tôi cái nút coi. Nút nào? Nút quần. Ôi giời, mới vừa dậy xong tức thì tưởng là sao. Chị phải biết nói không với tôi, chị phải biết từ chối tôi, hiểu không? Tôi đang lợi dụng chị. Chị Hiền ơi, này, tại sao chị phơi cái áo của tôi trên bồn cầu là thế nào hả? Ôi giời ơi, cái bồn cầu tôi lau sạch rồi mà. Mà này, không có xà phòng nên là tôi lấy cái nước tẩy bồn cầu tôi giặt đấy. Ôi giời ơi, sao lại lấy nước tẩy bồn cầu để giặt áo của tôi? Chị cầm lại, chị phải giặt bằng xà phòng thơm nữa chưa? Rồi. Cái gì? Mà không. Không cái gì? Chị không giặt cho tôi. Không. Thế tôi giặt. Được đấy, được đấy. Sửa cái nút quần cho tôi coi. Nửa trời đất ơi, mới vừa dặn xong. Chị Hiền, danh sách hồi sáng Trình đưa chị á, chị mua thiếu mấy linh kiện điện tử rồi. Để đầu rảnh á, chị đi mua giùm Trình nha. Không. Chị nói gì? Không. Chị từ chối à? Trời ơi chị Hiền, chị cá tính quá. Trình thích chị, để Trình đi mua cho. Nhờ công sức dạy dỗ của tôi đó nha chưa. Chị Hiền à, bữa nay ông chủ tịch có ghế công ty, mở dưới gara thì rác quá trời đi. Chú dọn vệ sinh cho tôi, để lên. Không. Sao bữa nay chị ăn nó cọc lóc với tôi vậy? Đi dọn ngay. Không. Anh đừng có sai vặt tôi. Anh Trần Huỳnh đã dạy tôi từ chối mọi lời đề nghị của bất kỳ ai. Thì ra chính cậu là người xuống nhân viên nổi loạn công ty phải không? Không vậy cô ấy thôi. Nếu cậu muốn như vậy thì tôi cho cậu muốn vậy luôn ha. Chính cậu phải xuống dọn vệ sinh cho tôi. Đi liền. Hay đấy, hay đấy. Phải biết như vậy hiểu không? Nào, xuống dọn vệ sinh với tôi. Lẽ không. Ra rộng lắm mình tôi sao làm được, xuống. Không là không. Tôi mới giỡn chị ra chưa? Làm không? Không. Ôi trời ơi. Truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.